với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Harry Won không sợ Trấn Thành ghen sau khi hôn say đắm Park Jung Min. Tham gia điện ảnh Up 3 Phiền Quá Nha, Harry Won không chỉ đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng điện ảnh, mà còn hào hứng đóng cặp với Park Jung Min, thần tượng xứ Hàn, thành viên nhóm SS501. Từ khi công bố poster và teaser vào tháng 2, phim điện ảnh hợp tác Hàn Việt do Harry Won và Park Jung Min đóng chính bất ngờ im hơi lặng tiếng suốt thời gian khá dài để chuẩn bị phần hậu kỳ, bù đắp cho sự chờ đợi của khán giả, đặc biệt là fan SS501. Nhà sản xuất vừa tung ra đoạn clip hậu trường phân cảnh nóng bỏng nhất phim, nụ hôn sâu giữa hai nhân vật chính. Khi được hỏi về cảm giác sau nụ hôn trên phim, Park Jung Min rất hào hứng cho biết anh là người được hưởng. Và đây cũng là nụ hôn nặng nhất, sâu nhất mà anh từng trải qua trên phim ảnh. Harry Won nghe chia sẻ của Park Jung Min, xong liền bật cười, đồng tình. Trước giờ đóng phim với rất nhiều người rồi, cũng có hôn luôn, nhưng chưa có nụ hôn nào nặng như nụ hôn với Park Jung Min. Đây là lần đầu tiên tôi và Park Jung Min làm việc chung nên tất nhiên là cũng có ngại ngùng. Đạo diễn Quang Sung cũng rất tâm lý khi cho hai đứa quay cảnh hôn nhau vào giai đoạn sau. Khi tôi và Jung Min đã có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau nhưng vẫn rất là căng thẳng vì hai đứa phải hôn rất sâu và rất lâu, bà xã Trấn Thành chia sẻ. Ngay tại phim trường, khi nhìn cảnh Harry Won và Park Jung Min chìm đắm trong nụ hôn, nhiều người đỏ mặt và lo lắng giùm Harry Won vì sợ Trấn Thành ghen. Nhưng trái với lo lắng, Harry Won rất tự tin bảo rằng Trấn Thành chưa biết mình có cảnh hôn này với Park Jung Min nên không biết có ghen hay không. Harry còn hài hước chia sẻ thêm rằng, khi anh ấy hôn Lan Ngọc tôi đâu có ghen. Lần đầu tiên cộng tác với nhau, Harry Won không ngại khoe rằng mình từng là fan cứng của nhóm SS501 mà Park Jung Min từng tham gia. Còn Park Jung Min bật mí rằng mình cũng có biết đến Harry Won trước đó. Cô ấy là một người rất nổi tiếng ở Việt Nam và rất xinh đẹp, được khen ngợi bà xã Trấn Thành vừa thích thú vừa mắc cỡ. Được biết trên phim trường ngoài là bạn diễn, Harry Won còn kiêm luôn vai trò phiên dịch bất đắc dĩ cho Park Jung Min với những người khác trong đoàn. Mỗi khi người phiên dịch bận rộn, Park Jung Min cũng không hề có thái độ ngôi sao mà luôn niềm nở hay hỏi chuyện và quan tâm đến người khác. Một tháng quay phim ở Việt Nam đối với tôi rất nhiều trải nghiệm. Thời tiết quay vào cuối năm cũng không quá nóng, ẩm thực rất ngon và mọi người rất thân thiện. Trong đoàn cũng có nhiều người Hàn Quốc nên tôi cũng không thấy cô đơn lắm, Park Jung Min chia sẻ. Đạo diễn Quang Kyung-sung bật mí cảnh hôn nhau của Harry Won và Park Jung Min là một phân đoạn khiến anh cảm thấy rất hào hứng vì nó là cảnh lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất trong phim. Lần đầu tiên làm phim tại Việt Nam, đạo diễn không tránh khỏi nhiều khó khăn vì khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, thời tiết. Anh cho biết Harry Won đã giúp đỡ mình rất nhiều trong một tháng quay phim tại Sài Gòn. Up 3 Phiền Quá Nha là câu chuyện kỳ lạ của Ca Dao. Harry Won là một cô nhân viên văn phòng với cuộc sống khuôn mẫu nhàm chán, lúc nào cũng trong tình trạng sắp mất việc. Một ngày nọ cô bị đuổi việc thật nhưng được giám đốc công ty cho cơ hội sửa sai. Ca Dao phải mời được ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc Cha Yong, Park Jung Min cộng tác với công ty trong lúc anh ta đang có tour diễn tại Việt Nam. Oan gia ngõ hẹp. Cha Yong hóa ra là gã khó ưa đã khiến Ca Dao mất việc. Cuộc gặp gỡ chẳng suôn sẻ chút nào giữa hai người, bất ngờ có một bước ngoặt lớn. Điều gì đến cũng đến, hành trình tìm lại những khát vọng chân thật của bản thân mỗi người bắt đầu. Phương Lê mắng Thu Thủy, có con là phải vì con trai, thằng nào cũng như nhau, tỉnh táo đi em. Từng là chị em khá thân thiết, nhưng trước hành động khá bất bình này thì Phương Lê cũng thẳng thắn chỉ trích nữ ca sĩ. Phương Lê tiết lộ chính mình đã từng khuyên Thu Thủy đừng vội cưới vì người đàn ông trẻ tuổi này không đủ sức bảo vệ hai mẹ con. Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Phương Lê cũng đăng đàn dòng trạng thái khá dài. Nói đến sự bất bình của mình khi xem được đoạn clip ông xã Thu Thủy cấu vào tay bé Henry khiến sắc mặt của con trai thay đổi. Cụ thể, bà mẹ ba con cho hay đã từng rất thương em và đồng cảm với em vì là phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy clip thằng chồng mới của em nó bấu con em, chị rất bực mình. Vì tâm lý người mẹ ai động đến con chị là chị đập bể đầu ngay, nhưng em thì không phản ứng gì. Và còn binh thằng cha ghẻ chưa đủ tâm bao dung đó thì chị rất thất vọng về em. Và từ nay, chị sẽ hủy kết bạn với em và coi như không hề quen biết gì em nữa. Còn thằng cha ghẻ kia, chuyện bạo hành con trẻ thời này không phải là chuyện riêng của gia đình ai nữa. Con trẻ là luôn được bảo vệ dù không phải con mình, em nên nhớ nhé. Em bấu thằng nhỏ xong, lên xin lỗi đổ cho thằng nhỏ tăng động do ăn đồ ngọt. Em xạo mà vẫn còn ngu, chưa đủ tầm xạo đâu em. Chị đã từng gặp và ăn cùng thằng nhỏ rồi em nhé, nó chỉ năng động. Mà có thằng con trai nào lúc nhỏ không năng động đâu,
Em lớn mà còn tăng động, chơi trò lấy mồm liếm chân, lấy răng cởi quần cho cả nước coi, thế có gọi tăng động không? Nếu không may em gặp chị lúc em đang bạo hành thằng nhỏ, thì chị sẽ đập em vỡ đầu ngay. Nhìn cái mặt em, chị không thể tin là em che chở bảo vệ mẹ con Thu Thủy, như lời em nói bập bẹ lúc họp báo chị ngồi chị nghe. Chị nhìn và chị có khuyên Thu Thủy đừng vội lấy. Em không tin, em hỏi Thủy, đám cưới Thủy mời dù chị rất thương nhưng chị không đi. Vì chị nhìn mặt em, chị thấy em không đáng tin. Thu Thủy một lần đầu không hạnh phúc là do em chọn chưa đúng người, lần thứ hai là do lỗi của em đó. Đàn bà có con là phải vì con trai, thằng nào cũng như nhau, em tỉnh táo đi em. Phương Lê và Thu Thủy từng là chị em khá thân thiết trong showbiz Việt. Mỗi khi có sự kiện, họ đều xuất hiện để chúc mừng đối phương. Dẫu vậy, cũng đứng ở vị trí phụ huynh và có ba cô con gái nhỏ, thì Hoa hậu không chấp nhận được sự hờ hệt của người em. Khi con mình bị đối phương cấu vào tay khá đau, Phương Lê mắng người đàn ông kia gượng gạo, thậm chí cô cũng thẳng tính đến mức xóa kết bạn, từng không đi đám cưới vì chẳng tin tưởng Kinh Nguyễn. Không chỉ có Phương Lê mà đông đảo nghệ sĩ như Lê Giang, Xuân Lan, Tú Vi, Lê Phương, Khắc Việt, Trà My Idol đều bất bình vì hành động dạy dỗ con sai cách. Giữa ồn ào Kinh Nguyễn ngược đãi con Thu Thủy, những câu nói mát lòng của các cặp chay dựng con riêng trong VBiz lại được lôi ra so sánh. Tôi không phân biệt con chung hay con riêng, với con nhỏ tôi không dùng roi vọt la mắng. Nếu cha mẹ làm vậy, chỉ để lại ấn tượng không tốt cho trẻ về cách hành xử của người lớn. Tưởng rằng sẽ có một gia đình hạnh phúc, một chuyện tình đáng ngưỡng mộ, nhưng những hành động của Kinh Nguyễn với bé Henry, con trai riêng của ca sĩ Thu Thủy, đang gây phẫn nộ dư luận. Không chỉ cấu tay Henry, mới đây dân mạng lại bóc phốt cha dượng này quát mắng, khiến cậu bé phải hét to, không khóc nữa, giữa lúc mẹ đang livestream. Mặc dù Kinh Nguyễn và Thu Thủy lên tiếng xin lỗi, biện minh, kéo tay con lỡ trúng cạnh bàn, nhưng vẫn không làm dịu sự bức xúc. Ngay sau đó, nữ ca sĩ bất ngờ gỡ ảnh bìa gia đình hạnh phúc, xóa avatar bên Kinh Nguyễn, vụ việc vẫn đang được tiếp tục mổ xẻ. Hình ảnh Kinh Nguyễn bị tố cấu tay con trai riêng của Thu Thủy. Chuyện cha dượng con riêng trong giới showbiz không còn quá hiếm hoi. Tuy nhiên, những cha dượng nổi tiếng này luôn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Không chỉ yêu thương người vợ từng trải một lần đò, họ còn thân thiết và dành lời yêu thương tới con riêng của vợ. Lê Phương Trung Kiên cũng tương tự như Thu Thủy, Lê Phương từng đau khổ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ và tìm được hạnh phúc bên người chồng kém tuổi là ca sĩ Trung Kiên. Thế nhưng khác với trường hợp của Thu Thủy, cha dượng Trung Kiên luôn được khen ngợi là người cha tuyệt vời đối với con riêng của vợ là bé cà pháo. Lê Phương thường xuyên cập nhật hình ảnh về gia đình và sự thân thiết giữa con trai với chồng mới. Anh ấy và bé Pháo hợp nhau, Pháo luôn nhắc đến anh ấy. Khi gọi điện cho tôi, câu đầu tiên cũng là hỏi về anh ấy. Pháo tuy còn bé nhưng rất nhạy cảm, với những người thương yêu dành cho bé tình cảm chân thành thì bé rất nhớ, diễn viên Lê Phương. Không chỉ vậy, bé cà pháo còn trực tiếp viết thư và gọi Trung Kiên là ba vô cùng yêu thương. Gửi thư mới viết, con yêu ba Kiên, kính gửi ba Kiên và mẹ Phương, ba ơi con thương ba và mẹ, ba ơi chờ con với ba sẽ bảo vệ Trường Sa nha ba. Hiện tại bé cà pháo đang sinh sống ở quê cùng với ông bà ngoại, vợ chồng Trung Kiên làm việc công tác trên thành phố. Thỉnh thoảng cả hai về thăm con trai hoặc đón bé lên chơi. Jennifer Phạm, doanh nhân Đức Hải. Năm 2006, cuộc hôn nhân giữa Jennifer Phạm và Quang Dũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Sau đó 2 năm bé Bảo Nam chào đời, nhưng cuộc hôn nhân là kéo dài không lâu khi cả hai phải đi đến quyết định ly hôn. Sau đó Jennifer Phạm gặp doanh nhân Đức Hải đẹp trai phong độ, là thiếu gia trong một gia đình có mẹ và cậu ruột, là doanh nhân nổi tiếng. Kết hôn với Jennifer Phạm, doanh nhân Đức Hải nghiễm nhiên trở thành cha dượng của bé Bảo Nam. Anh ấy là người rất vui tính, yêu trẻ con, lại hay bày trò nên Bảo Nam rất thích được ở bên. Anh cũng đủ kiên nhẫn giải thích từng ly từng tí những điều bé thắc mắc. Đặc biệt, anh rất yêu thương và xem Bảo Nam như con ruột của mình. Được biết, Đức Hải là một người cha hết sức mẫu mực và yêu thương con trai của vợ. Chính Jennifer Phạm từng chia sẻ rằng mối quan hệ cha con của hai người đàn ông trong nhà khá tốt đẹp. Thậm chí đôi lúc cô cảm thấy chồng cưng chiều Bảo Nam hơn cả vợ. Thậm chí chính anh đã gợi ý cho vợ đón Bảo Nam từ Vĩ về Việt Nam sống cùng. Đức Hải đã làm một điều rất ý nghĩa và cao thượng là gợi ý vợ đón Bảo Nam từ Mỹ về Việt Nam sống cùng. Hiện tại cặp đôi đã có thêm 2 con chung và sắp đón thêm thành viên mới. Kim Cương Ân Hoàng Phúc. Sau nhiều năm chung sống, Ân Hoàng Phúc Kim Cương chính thức làm đám cưới vào tháng 12/2018. Ngoài có con chung, cả hai cùng nuôi dưỡng cho con trai riêng hơn 10 tuổi của Kim Cương. Ân Hoàng Phúc khiến nhiều người mát lòng khi chia sẻ luôn xem con riêng của vợ như con ruột và bé cũng xem anh như bố ruột.
Tôi hạnh phúc khi được là ông bố hai con, tôi không phân biệt con chung hay con riêng. Với con nhỏ, tôi không dùng roi vọt la mắng. Nếu cha mẹ làm vậy, chỉ để lại ấn tượng không tốt cho trẻ về cách hành xử của người lớn. Vợ chồng tôi thường khuyên nhủ, tâm sự với con nhiều hơn. Con trai của vợ tôi coi tôi như bố ruột, bé hay tâm sự chuyện học hành bạn bè. Có những thắc mắc gì, con trai đều nói với bố, con cũng rất thương em nhỏ. Kim Hiền Andy, sau sóng gió không mong muốn trong hôn nhân, Kim Hiền đã gặp và yêu Andy, một doanh nhân Việt Kiều Mỹ đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Vào tháng 7/2014, Kim Hiền lên xe hoa lần hai. Bằng một đám cưới hoành tráng và mãn nguyện hơn cả là chồng mới của cô rất yêu thương, quan tâm đến con trai riêng của cô là bé Sonic. Người đàn ông nào muốn chiếm được trái tim tôi thì trước hết phải chiếm được tình cảm của con trai tôi đã. Họ đến với tôi mà phớt lờ Sonic thì đừng mong tôi mở lòng để đón nhận, diễn viên Kim Hiền. Theo chia sẻ của Kim Hiền, Sonic và Andy rất hợp tính nhau. Anh hết mực cưng chiều con riêng của vợ, thường dẫn mẹ con đi du lịch mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Đến nay cặp đôi đã chào đón thêm cô con gái thứ hai và họ đang có cuộc sống rất viên mãn. Quách Ngọc Ngoan Phượng Channel, mặc dù bị vợ cũ tố vô trách nhiệm không chu cấp nuôi con, nhưng mối quan hệ của Quách Ngọc Ngoan với hai con riêng của người mới Phượng Channel rất tình cảm. Quách Ngọc Ngoan hết sức ngọt ngào gần gũi, tình cảm với con riêng của Phượng Channel như một ông bố ruột dành cho con gái rượu. Vào đội tuyển bơi của trường, em còn chơi violin, piano cừ khôi và đây là môn nhảy mà sau ăn tối một tiếng em dành cho nó. Quách Ngọc Ngoan. Phượng Channel là một doanh nhân giàu có được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz nể trọng. Cô nhiều hơn Quách Ngọc Ngoan 7 tuổi. Họ thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết bên nhau.